Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Luyện Thư Pháp cùng Lâm Ngọc Hiếu. Hôm nay tôi giới thiệu với quý vị và các bạn một số tác phẩm về thư pháp và tranh vẽ tôi sáng tác trong dịp đầu xuân Tân Sửu 2021 tại Đền Và, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Các bức thư pháp thì được viết theo chủ đề là đạo lý uống nước nhớ nguồn, truyền thống hiếu học và ý chí vươn lên, vân vân của dân tộc Việt Nam. Các bức tranh thì được vẽ theo chủ đề mà chúng ta hay quan niệm, đó là về phong thủy, bao gồm là phú quý, là giàu có, bình an, trường thọ, cát tường, vân vân. Các tác phẩm này sau khi được viết và vẽ trên giấy xuyến thì tôi có bồi trên một lớp giấy xuyến nữa và cuối cùng là vải mếch, tức là cái vải không dệt, để bức tranh được nhuận màu và bảo quản được lâu dài. Đầu tiên là bức Hoành Phi, Hậu Đức Tài Phúc. Hậu ở đây là dày, hậu đức là đức dày thì trở được phúc. Hoặc là chúng ta cứ nói là tích đức thì được hưởng phúc. Bức Hoành Phi này được viết theo yêu cầu của khách để làm mẫu, sau đó được đục chạm trên gỗ mít. Kích thước của bức này là bề ngang là 1m87 và chiều cao là 64 cm. Thứ hai là đôi câu đối tiên tổ phương danh Hằng Lưu Đào Tộc Phả, tử tôn tích học quyết chí kế gia phong, dịch nôm là tiếng thơm của tiên tổ được lưu mãi trong gia phả của họ Đào. Con cháu quyết chí học hành để kế thừa gia phong. Câu đối này tôi viết cho nhà thờ họ Đặng ở Hà Đông, thành phố Hà Nội. Câu đối này chúng ta có thể linh động, nếu như gia đình mà thuộc họ Nguyễn thì chúng ta sẽ thay chữ Nguyễn vào chữ Đào, vân vân. Bức thứ ba là bức Hoành Phi Mộc Bản Thủy Nguyên. Bức này thường được treo ở không gian thờ tự của gia đình hoặc dòng họ. Mộc bản tức là cây thì có gốc, thủy nguyên nước có nguồn. Thứ tư, đôi câu đối Thượng Bất Phụ Tiên Tổ Di Lưu Chi Khánh, Hạ Túc Vi Hậu Nhân Chiêm Ngưỡng Chi Tiêu. Thượng là đối với bề trên, hạ là đối với con cháu. Dịch nôm ngước lên trên thì không phụ điều tốt đẹp của tiên tổ để lại. Nhìn xuống dưới hoặc là nhìn về đời sau thì làm tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Tiếp theo là một số bức tranh được vẽ theo các chủ đề phú quý, bình an, trường thọ, cát tường, vân vân. Bức tranh này tôi bồi và bo trên giấy xuyến và vải mếch
hiện nay vẫn treo ở dưới cái lều mà tôi viết thư pháp. Đằng sau lưng là cái tấm ni lông cho nên nó hắt ngược sáng vào, nên khi quý vị xem là cũng thông cảm, nó bị ngược sáng. Thứ năm là bức tranh hoa đào với cái lạc khoản là hỷ khí doanh môn. Hỷ là vui, hỷ khí là niềm vui tràn ngập trong nhà. Hoa đào thì tượng trưng cho đón điều tốt lành và tẩy trừ cái điều không tốt lành, hay gọi là tẩy trừ, đuổi xua đuổi ma quỷ. Cho nên chúng ta thấy đầu xuân, phong tục của người Việt Nam nói riêng và người Á Đông là sắm được cành đào, bức tranh hoa đào hoặc là những vật có hình tượng của hoa đào. Tiếp theo, số 6 là cũng bức tranh hoa đào. Lạc khoản là hỷ khí doanh môn. 7 là bức tranh hoa mẫu đơn với lạc khoản là phú quý cát tường. Phú quý là giàu có, cát tường là tốt lành. Bức tranh thứ 8 là cây nho và quả nho, hay là một góc của một cái giàn nho, tượng trưng cho sự sung túc, sinh sôi nảy nở. Lạc khoản là sung túc và cát tường. Tiếp theo, bức số 9 vẽ về cây nho cũng tượng trưng cho sung túc, lạc khoản là sung túc cát tường. Bức thứ 10 là bức thư pháp bằng tiếng Anh. Don't spend them all, save some for a rainy day. Don't spend them all, save some for a rainy day. Tức là đừng tiêu xài hết, hãy để dành một ít để cho những ngày khó khăn. Mười một là bức tranh hoa mẫu đơn, lạc khoản phú quý cát tường. Mười hai, bức thư pháp chữ thảo. Tứ thời hòa khí xuân thường tại, nhất thất an cư khánh hữu dư. Tứ thời đây là bốn mùa, là quanh năm. Nhất thất tức là trong một ngôi nhà. Một ngôi nhà ta dịch nôm là bốn mùa hòa khí, thì mùa xuân luôn ở với mình. Một ngôi nhà mà bình an thì niềm vui bao giờ cũng dư dật. 13 là bức thư pháp như trên nhưng được viết theo kiểu chữ phồn hành. Mười bốn, bức thư pháp chữ phúc với lạc khoản ngũ phúc lâm môn. Bước này là bức thư pháp phổ thông vào dịp đầu xuân. Ngũ phúc là năm điều phúc vào nhà, gồm có phú, quý, thọ, khang, ninh. Phú là giàu, quý là sang, thọ là sống lâu, khang là mạnh khỏe, ninh là bình an. Mười năm, bức thư pháp chữ thuận, lạc khoản là thiên thuận, nhân hòa. Ta dịch nôm là trời giúp, người giúp, mọi việc sẽ thuận lợi và thành công. 16 là bức tranh hoa mẫu đơn, lạc khoản phú quý cát tường. Giàu có và tốt lành. Bức thứ 17 cũng là bức tranh hoa mẫu đơn.
Bức thứ 18 là bức tranh về Tùng và Hạc, là khoản là Tùng Hạc diên niên. Diên là trải theo, giải theo, chạy theo. Tùng và Hạc sống dài theo năm tháng, nói về trường thọ. Mà theo quan niệm của người Á Đông, thọ là một trong ngũ phúc. Mười chín, bức tranh hoa mẫu đơn là khoản phú quý cát tường. Hai mươi, bức tranh Tùng Hạc là khoản Tùng Hạc diên niên. Tùng và Hạc sống dài theo năm tháng. Hai mươi mốt, bức tranh hoa mẫu đơn là khoản phú quý cát tường. Hai mươi hai, bức tranh Tùng Hạc là khoản là Tùng Hạc diên niên. Hai mươi ba là bức tranh hoa mẫu đơn là khoản là phú quý cát tường. Hai mươi bốn, bức tranh cây nho và quả nho tượng trưng cho sung túc, cho sinh sôi nảy nở, là khoản là sung túc cát tường. Hai mươi lăm, bức tranh cây nho tượng trưng cho sung túc, nảy nở, sinh sôi, là khoản là sung túc cát tường. Hai mươi sáu, bức tranh hoa đào tượng trưng cho điều tốt lành, là khoản là hỷ khí doanh môn. Hai mươi bảy, bức tranh cây tùng tượng trưng cho trường thọ và khỏe mạnh, là khoản là khang kiện trường xuân. Hai mươi tám là bức tranh hoa đào là khoản là hỷ khí doanh môn. Hai mươi chín, bức tranh hoa đào là khoản hỷ khí doanh môn. Ba mươi, bức tranh hoa đào là khoản hỷ khí doanh môn.
31. Bức tranh hoa đào là khoản hỉ khí doanh môn. Ba mươi hai, bức tranh cây tùng tượng trưng cho trường thọ và khang kiện là khoản khang kiện trường xuân. Ba mươi ba, bức tranh hoa đào là khoản hỉ khí doanh môn. Ba mươi bốn, bức tranh hoa đào là khoản hỉ khí doanh môn. Ba mươi lăm, bức tranh hoa đào là khoản hỉ khí doanh môn. Ba mươi sáu, bức tranh hoa đào là khoản hỉ khí doanh môn. Ba mươi bảy, bức tranh hoa đào là khoản hỉ khí doanh môn. Ngoài ra còn một số bức tranh khác được treo trước hiên nhà của ông chủ tế của đền Và, thị xã Sơn Tây. Bức tranh này tôi treo cả ngày lẫn đêm từ chiều 30 Tết đầu xuân rồi kéo dài đến bây giờ là đã hết tháng 3 của mùa xuân Tân Sửu 2021. Trong quá trình treo thì mưa, gió, sương ẩm, nắng chiếu vào nhưng mà không ảnh hưởng gì đến chất lượng của các bức tranh. Đây bây giờ chúng ta lướt qua xem một số bức tranh với các chủ đề cũng tương tự như tôi vừa giới thiệu. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi video và nội dung tôi giới thiệu. Rất mong được sự ủng hộ, động viên, khuyến khích của quý vị và các bạn bằng cách quý vị và các bạn ấn nút đăng ký kênh, ấn nút like và đặc biệt là để lại cái lời bình luận, nhận xét những điều hay, những cái chỗ mà chưa hợp lý để tôi tiếp thu và
giảm được những cái vụng về của nét bút. Rất mong được phục vụ quý vị và các bạn, đồng thời sẽ hẹn quý vị và các bạn ở các video tiếp theo với những nội dung phong phú và thiết thực hơn. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Luyện thư pháp, Lâm Ngọc Hiếu.